Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây tôi có một khán giả đang hỏi một câu hỏi rất là hay. Bà nói là bà bị đau cánh tay rồi bác sĩ gia đình cho bà chụp hình phổi. Chụp hình phổi thấy có mấy chấm đen rồi gọi có bác sĩ chuyên môn về phổi. Ông làm CT trở lại. Thì tôi nghĩ mấy trường hợp này đó mà muốn chắc ăn trong phổi nó có những chấm đen là cái gì đó là thường thường là nội soi phải không? Soi là làm biopsy có thể biết nó là cái gì hả? Thành ra tôi hy vọng bà trở lại bác sĩ theo dõi bác sĩ phổi đó, bác sĩ gia đình đó, be sure cái ống nó tìm ra là cái gì. Còn những bác sĩ Đặng có trả lời bà đó là cái sự liên quan giữa cái phong thấp với cái phổi hay không đó, thường thường là trong trường hợp này có thể không có chắc chắn lắm phòng bác sĩ Đặng. Dạ đúng. Cái lý do cái bệnh này hơi phức tạp chút xíu là tại bà này rất là nhiều mấy cái chấm trong cái phổi. Có khi người ta phải cần thí nghiệm thêm cái máu nữa. Tôi đồng ý với bác sĩ Toản tới khi mình phải cần làm biopsy. Nhưng mà this is the problem. Cái biopsy sometimes tại nó nhiều cái chấm đó yeah. Mà nó không có chỗ ngay cái chỗ mà accessible to cái ống soi đó. Nội soi đó. Hay gì cũng có thể khó làm biopsy. Có khi nó phải cầm open lưng biopsy là sao nó phải đút vô cái kim vô cái ngực mình để cho làm cái biopsy. Nhưng mà cái này again bác sĩ phổi phải đi bác sĩ phổi cho người ta thí nghiệm ta sẽ nói thêm cho bà. Tóm lại là ống biểu bà làm là CAT scan nên làm lại đi. Rồi trước khi làm cái tiếp nha. Tôi hy vọng trả lời bà rồi nha. Trên đường dây tôi có khán giả xin như biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, kính thưa bác sĩ, năm nay tôi 73 tuổi rồi. Tôi tên Xuân, kính thưa hai bác sĩ, tôi thường hay bị đau nhất á. Mỗi lần bị đau nhất như vậy, nhất là những lúc trời lạnh, thì tôi có bác sĩ gia đình có cho tôi cái loại thuốc dán là lidocaine, hết 100%. Thưa bác sĩ, mà tôi dán vô một cái là nó hết à. Thì thưa bác sĩ, nếu tôi dán ngoài nó có hại gì không bác sĩ? Cái lidocaine mà cái thuốc dán á, thường thường nó là cái thuốc tê. Cái này cô yên tâm, nó không có hại đâu, cô dán được nha. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cô dán mà cô phải cần dán hoài á, thì cô phải biết tại sao cô phải cần dán hoài là mình biết cái bệnh, cái gốc của cái bệnh á nha. Tại nó chỉ là cái thuốc tê thôi, mình dán vô á, nếu mình đau mình dán vô nó tê, nó làm cho mình hết đau. Giống như một người đi nha sĩ, người ta chích thuốc tê để cho người ta nhổ răng mình á. Chích vô thì nó hết đau để cho người ta nhổ răng, thì cái này cũng vậy luôn. Nó dán cho nó hết đau, nhưng mà nếu mà cô lấy ra đó, hay là nó hết thuốc, cô đau lại á, mình nó cứ bị hoài á, thì mình phải biết tại sao mình bị, mà tại sao mình phải cần dán nhiều. Có thể có khi mình phải cần tập thể dục, có khi mình phải cần thử máu về phong thấp, có khi mình phải cần uống thuốc. Cái đó thì mình phải biết lý do tại sao. Nhưng mà nói trả lời cho cô, dán có nguy hiểm không? Thì cái này thường thường dán không có nguy hiểm đâu cô. Rồi, tôi hy vọng bác sĩ Đặng đã trả lời bà rồi. Thì cái quan trọng đó, thì cái lidocaine 5% đó, thường thường đó là ngày xưa Lidoderm phải không? Đúng. Rồi bây giờ đó đôi khi một số insulin nó không có trả nữa. Đúng. Mà như bác sĩ Đặng nói đó, cái này nó chỉ chứa cái triệu chứng thôi, nhưng không chứa căn bệnh. Cần nhất là phải coi tại sao mình đau. Chứ còn cái này thuốc như thuốc tê thì không có chữa đường dài phải không bác sĩ Đặng? Đúng. Trên đường dây tôi có một khán giả xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Hello. Bây giờ ông vặn cái TV nhỏ lại đi nha, thì tôi mới nói chuyện với ông được. Nó bằng phone thôi được. Vâng. Rồi ông. Rồi. Tôi có câu hỏi với bác sĩ để bác mạnh. Tôi có thân nhân mới lâu lắm rồi đi lim cái đầu gối bên phải á. Rồi bây giờ nó không hết đau gì, nó cũng còn bị đau bây giờ. Đi tập nó hết không vậy? Tập thể dục nó hết hay không? Hồi đấy ông hỏi là bà đã làm cái gì, làm ông trước bà đau đầu gối là làm gì trước khi nó bớt đau? Đi cho nó clean cái đầu gối á. Oh, clean cái đầu gối. Clean cái đầu gối hả? Dạ, yeah, clean cái đầu gối là arthroscopy hả? Dạ, dạ. Bây giờ chào chú nha. Thì thường thường á, mình nếu mà mình bị mòn cái đầu gối á, thì rất là nhiều lý do bị mòn đầu gối. Bệnh gout, bệnh phong thấp, bệnh đau nhức, bệnh osteoarthritis, mấy cái này nó có khi nó làm cho mình bệnh gì xin lỗi đau nhức đúng thì nó làm cho mình mòn đầu gối. Thì có mấy người người ta nói là vô trong clean cái đầu gối. Clean đầu gối là sao? Mình làm cái arthroscopic
và oscilloscopic surgery là thằng nó đút vô một cái camera, nó đút vô một cái ống mà nó giống như là cái lưỡi khoan vậy đó, thì nó đút vô hai cái này, nó nhìn vô cái, thẳng vô cái đầu gối của cái người bệnh nhân luôn, rồi xong cái một cái máy trong cái khoan nó lấy ra mấy cái gì mà nó đã bị tua hay nó đã bị mòn á, nó sẽ làm cho smooth lại, thì cái này nó sẽ đỡ đau cho cái đầu gối của người bệnh nhân, đúng không? Thì chú này cũng muốn hỏi là cái cách làm của cái bệnh này hay là đã làm rồi? Mà nó làm rồi nhưng mà nó đau trở lại. Đã làm rồi mà nó không hết đau nữa, nó còn đau. Dạ, ok. Cái gân nó chưa thông á. Dạ, đúng. Thông á. Dạ. Thì quý vị nên nhớ là mỗi lần mà mình làm cái oscilloscopic surgery á, thì nó sẽ lấy mất cái sụn mình. Nha, nó như là bộ thí nghiệm, như nếu mà mình bị cái meniscal tear nó vô cổng á, nó cắt cái meniscal mình ra luôn, nó cắt cái meniscus mình ra luôn, để đến chi để cho nó làm cho nó smooth lại. Tuy nhiên hồi mà nó cắt ra vậy á, nó hút đi thì mình mất cái meniscus, thì long term á, lâu dài nó sẽ làm cho mình bị mòn cái khớp xương lẻ hơn. Đó là cái hại của cái arthroscopic surgery á. Thì nếu mà mình làm quá lố á, thì nó sẽ làm cho mình bị long term, sẽ làm cho mình mòn cái khớp xương nhanh hơn, là tại sao nó cắt mất cái sụn mình đi mất tiêu rồi nha. Hay chỉ có mấy người á, người ta làm arthroscopic dingy để cho nó prolong cái time mà mình phải cần thay cái đầu gối. Tại có mấy người ta sợ thay đầu gối, tại thay đầu gối xong á thì có khi người ta sợ là mình bị không có đi được, là mình bị một cái sự giống như ngoài xe lăn, thì người ta không có, người ta không muốn làm cái đó, người ta muốn làm cái arthroscopic với cái bệnh là cái sơ chuyển nhẹ hơn, đúng không? Thì có người làm được, nhưng mà quý vị nên nhớ mình làm xong có khi 1-2 năm gì cái đau đầu gối nó sẽ trở lại, là tại sao nó sẽ mòn tiếp tục, thì mình phải tới một cái mức nào đó. Tôi hỏi chị, ví dụ mà đi tập nó hết không, đi tập lý trị liệu nó hết? Oh yes, đi tập tư lý trị liệu á, nó sẽ bớt, không hết không thì không biết, nhưng mà nó sẽ bớt. Anytime mình tập á, mình sẽ build up cái ligament, mình sửa cái dây chằng, mình sửa up cái gân xung quanh cái đầu gối, nó protect cái đầu gối mình, hay cho nó sẽ bớt cái đau, nó làm cho cái bắp thịt nó mạnh nên nó protect cái đầu gối mình, nó sẽ bớt đau nha, hay cho nó sẽ đỡ đó chú. Bây giờ muốn hỏi ông cơ lại ông là ông cái đầu gối mổ được bao nhiêu lâu rồi, làm cái arthroscopy được bao nhiêu lâu rồi? À lâu rồi, mà tôi không biết là mấy nữa mà lâu rồi. Lâu là mấy năm? Là tại vì thường thường đó. Tại vì cho bác sĩ để đặng cái rồi, tại vì cái này mà mình uống thuốc cho nó thông gan được không? Uống thuốc. Ông muốn nói là thế này, ông có nói bây giờ là hai chuyện ông nói. Ông nói chuyện đầu tiên là đi tập, nó có hết không? Uống thuốc nó có đỡ không? Thuốc mình đang uống mấy cái đồ mà NSAID này kia đó. Đúng, thì cái tập lúc nào nó cũng sẽ giúp hết trơn á. Họ không biết hết không rồi không biết, nhưng mà nó sẽ giúp rất là nhiều. Nếu mình tập, mình ráng kiên nhẫn mình tập thì nó sẽ giúp rất là nhiều nha. Còn nói về thuốc á, yes, thuốc nó không sẽ đỡ luôn, nhưng mà nên nhớ cái thuốc nó chỉ giúp cho mình temporary thôi, lúc mình uống thôi nha. Thì nếu mà mình phải cần uống thuốc đều thì mình phải coi cẩn thận chút xíu, là tại sợ bao tử hay sợ cái gan hay sợ cái thận nha. Thì cái hay hơn là cái tập thể dục. Tuy nhiên bệnh nhân mà nếu mà đau quá, bệnh nhân không có cái tại mình đau quá mình không có cái phương tiện để mình tập á, thì mình nên uống thuốc for một cái short term, là một cái thời gian ngắn để cho mình bớt đau, để cho mình có cái ability to tập thể dục nha. Rồi cho hỏi câu nữa bác sĩ. Cái bàn tay của tôi sao mà nó mà tối tôi ngủ rồi xong rồi sáng thức dậy là nó bị cứng cái tay mà nó không có thông á, rồi tôi phải lấy tay tôi giúp tay bên trái nè, mà cái bàn tay ấy nó cứng đơ rồi xong rồi sáng tôi thức dậy tôi bóp nó mới thông gân làm sao bác sĩ? Bây giờ này là kính thưa quý vị, chương trình phần 2 của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với Off Air.